Nga đã tập trung khoảng 10.000 quân để đẩy lùi cuộc hành quân của lực lượng quân sự tư nhân Wagner vào Moscow cuối tuần trước. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27 tháng 6 cho biết, Belarus cũng sẵn sàng gửi lực lượng tới Nga. Theo Tổng thống Lukashenko, Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi loạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến cái chết của hàng nghìn người, vì vậy giải pháp hòa bình phải được ưu tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cập nhật tình hình kỹ lưỡng cho nhà lãnh đạo Belarus và khiến ông Lukashenko đề nghị giúp đỡ với tư cách là người hòa giải. Điều nguy hiểm nhất không phải là tình hình khi đó, mà là những hậu quả tiềm ẩn của nó. Ông Lukashenko phát biểu trước quân đội Belarus tại Minsk. Ông Lukashenko kể lại, Tổng thống Putin thông báo với ông rằng người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, và việc cố gắng đàm phán với ông ta sẽ vô ích. Tuy nhiên, ông Lukashenko dường như đã thiết lập được liên lạc với sự giúp đỡ của cơ quan an ninh Liên bang Nga. Theo ông Lukashenko, các chỉ huy của tập đoàn Wagner thất vọng trước những tổn thất trên chiến trường ở Ukraine và đã ảnh hưởng nặng nề đến ông Prigozhin. Lãnh đạo Wagner tuyên bố rằng ông ta chỉ đòi công lý khi kêu gọi loại bỏ các tướng lĩnh Nga. Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Lukashenko đã cảnh báo Prigozhin rằng ông ta sẽ bị nghiền nát như một con bọ nếu ông ta dám tiếp tục hành quân đến Moscow. Nhà lãnh đạo Belarus mô tả cách ông cảnh báo Prigozhin rằng một lữ đoàn quân sự sẵn sàng triển khai tới Moscow để bảo vệ thủ đô nếu cần. Ông cũng thừa nhận lo ngại tình trạng bất ổn có thể tràn ra khỏi nước Nga và Belarus sẽ là nơi tiếp theo. Vào lúc 17 giờ theo giờ Moscow ngày 24 tháng 6, ông Prigozhin gọi điện để nói rằng ông sẽ chấp nhận các điều khoản của Tổng thống Lukashenko, nhưng yêu cầu đảm bảo an ninh cho bản thân và các chiến binh của mình. Ông Lukashenko đã liên lạc với người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bonikov và thống nhất rằng Nga sẽ không tấn công lực lượng Wagner. Tổng thống Lukashenko đã hứa với Prigozhin rằng điều đó sẽ không xảy ra và đảm bảo ông sẽ chấp nhận cho các chiến binh Wagner ở Belarus và đảm bảo an toàn cho họ. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bekyevkurov cũng đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán. Ông Lukashenko cho biết, ngày 25 tháng 6 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ông Yevkurov nói chuyện với thủ lĩnh Wagner ở thành phố Rostov-on-Don của Nga. Các cuộc đàm phán kết thúc vào tối 25 tháng 6. Ông Lukashenko nói rằng ông phải khẩn trương vì Nga đã xây dựng một tuyến phòng thủ cách Moscow khoảng 200 km. Tôi sợ nếu các chiến binh Wagner đụng độ họ ở ranh giới đó sẽ có đổ máu, ông Lukashenko kể lại. Cuối cùng thì ông Lukashenko đã tạo điều kiện cho một cuộc điện thoại trực tiếp giữa ông Prigozhin và lãnh đạo cơ quan an ninh Liên bang Nga Bonikov. Sau khi nói chuyện với người đứng đầu cơ quan này, lãnh đạo Wagner đã ra lệnh cho các chiến binh rút lui và trở về căn cứ dã chiến của họ. Sau đó thì Tổng thống Lukashenko có một cuộc điện đàm khác với Tổng thống Putin, trong đó thì nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ giữ lời hứa. Ông Putin sau đó tuyên bố rằng chính quyền Nga sẽ không truy tố Prigozhin hoặc binh lính của ông ta, đồng thời đề nghị các chiến binh Wagner lựa chọn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus. Tổng thống Lukashenko ngày 27 tháng 6 xác nhận ông Prigozhin đang ở Belarus, cho biết Minsk muốn Wagner chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn, và đã đề xuất cung cấp một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này.